các bạn. Đây là mấy cái hạt nhỏ nhỏ trong cái Lego á, đồng dùng để gắn như là mấy cái súng có cái màu đỏ nè. Yeah, mấy cái súng có màu đỏ nè, viên đạn màu đỏ nè, hoặc là mấy viên ngọc màu vàng. Thì cái này một đám này á là khoảng 1.500 viên các loại luôn, xanh đỏ tím vàng trắng đen đủ thứ loại, cam nó tròn, cái lại có lại tròn, có lại vuông, có lại tròn như vậy đó. Thì có lại tròn dẹp, có lại tròn u lên, có lại hình tam giác nữa, khoảng 1.500 viên. Đó, sắp tới mình sẽ gửi về Việt Nam. Đây là hàng real của Lego luôn các bạn, không phải là đồ giả. Đó. Thì nhìn rất là đẹp, mình bỏ trong cái, mình cố tình bỏ trong cái thau nhỏ này nè, có con mắt nữa nè, đây. Mặt luôn. Và có mấy cục bài với mấy kim cương nè. Đó. Bông hoa. Em mấy cái viên tinh lửa. Đó. Mắt. Có mấy viên màu trắng nè. Đó. Xanh lá vàng cam. Xanh dương. Màu nâu, màu xám, xám đậm, xám lợt. Trắng rất là nhiều. Ok, cảm ơn các bạn đã đón xem. Thì cái bịch này Lego này khoảng về khoảng tháng 12 á, đầu tháng 12 sẽ có tại Việt Nam. Nếu bạn nào muốn order, muốn lấy order, mình bán giá là bán không hết luôn chứ không bán lẻ nha các bạn. Thì các bạn nào lấy được thì lấy. Ok, cảm ơn các bạn. Thì giá mình sẽ thông báo sau khi mà nó về tới Việt Nam. Ok, tạm biệt các bạn.